Chào buổi sáng cả nhà. Hôm nay Phượng sẽ chia sẻ tiếp về việc cam kết trong tập luyện hít thở. Chuyện này thì rất là bình thường rồi, nhưng mà nếu như hôm qua Phượng không có gặp một cái case của một học viên của Phượng, tức là khi mà Phượng kiểm tra hơi thở của chị ấy thì thực sự là gần như Phượng không cảm nhận được một cái nguồn năng lượng nào trong người chị ấy cả. Nên Phượng rất là quan ngại về vấn đề này và tiếp tục làm cái video này để chia sẻ với mọi người về vấn đề là cam kết tập luyện. Thực ra thì chúng ta ai cũng có những cái lo lắng, những cái căng thẳng riêng về cuộc sống cá nhân cũng như là gia đình. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải xác định là điều gì là quan trọng nhất đối với chúng ta. Và thật sự là chúng ta là hầu như mọi người đều là trụ cột kinh tế trong gia đình. Nên cái việc mà ưu tiên chăm sóc sức khỏe để chúng ta có thể chăm sóc được tất cả mọi người thật sự rất là quan trọng. Và đây Phượng chỉ muốn nhắc mọi người một việc, đó chính là mọi người phải cam kết đầu tư cho sức khỏe của mình, chăm sóc cho sức khỏe của mình. Và đặc biệt không, đừng nói là tôi sẽ tập luyện, mà phải nói là tôi phải tập luyện. Và một ngày hai buổi chúng ta dành thời gian cho cái vấn đề tập luyện đó, nếu không thì một buổi cũng được, buổi sáng hoặc là buổi tối. Và cái cách thức thì cũng đơn giản thôi, chúng ta đừng bao giờ nhìn vào cái kết quả cả. Khi bắt đầu chúng ta chỉ việc là tìm được một chỗ là tạm gọi là yên tĩnh cũng được, nhờ ai đó trông coi giúp con cái gia đình. Và chúng ta có một cái nơi yên tĩnh, một cái khoảng thời gian cố định, buổi sáng hoặc buổi tối, và chỉ việc ngồi vào hít thở. Đừng quan trọng là chúng ta sẽ hít bao nhiêu hơi thở, mà chúng ta chỉ việc hít thở thôi. Một hơi cũng được, hai hơi cũng được, và tròn đầy cái hơi đó. Cứ mỗi ngày đều đặn như vậy. Thực ra là việc đó không hề dễ dàng nha mọi người. Nhìn thì như vậy nhưng không hề dễ dàng. Chính vì vậy nên Phượng mới nói là chúng ta phải cam kết tập luyện. Khi mà Phượng bắt đầu tập luyện, Phượng cũng rất là khó khăn. Ban đầu gần như là không thể ngồi luôn đó. Sau đó là 1 phút, 2 phút, 5 phút. Và theo thời gian thì bây giờ Phượng đã có thể ngồi rất là lâu rồi, trên 1 tiếng hoặc là có thể 2 tiếng. Thì khi mà mình cứ nhớ thời điểm tập luyện, địa điểm tập luyện, và không quan trọng cái số lượng tập luyện, thì chúng ta cứ như vậy chúng ta làm mỗi ngày, và đến một lúc nào đó chúng ta sẽ đạt được một cái kết quả mà thật sự rất là bất ngờ trong cái việc cải thiện sức khỏe của chúng ta, cũng giống như là cung cấp cái nguồn năng lượng. Thì như cái video trước Phượng đã chia sẻ rồi, hơi thở thật sự rất là quan trọng, nên các bạn cam kết tập luyện. Và phải nói là đừng nói là sẽ tập luyện nữa, mà phải nói là phải tập luyện. Thì có như vậy cái hiện trạng sức khỏe của chúng ta mới cải thiện được, thì chúng ta mới có năng lượng để có thể lo lắng cho những người khác được. Đó là tất cả những gì Phượng muốn chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người, và chúc mọi người luôn cam kết tập luyện, phải tập luyện, và luôn bình an.